Công ty Western Viticulture and Horticulture cần tuyển người hái trái cây và đóng gói. Công việc đơn giản và không cần kinh nghiệm. Việc làm quanh năm tại vùng Cowra, Yang và Orange, cách thủ phủ Capramatta của người Việt tại Sydney khoảng 3 tiếng lái xe. Công ty sẽ sắp xếp chỗ ở thích hợp cho nhân viên nếu có nhu cầu. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc anh Vĩnh qua số 0413 305 018 nói tiếng Việt và tiếng Anh hoặc Mr. Bros qua số 0407 589 511 nói tiếng Anh hoặc tiếng Khmer. Nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng, cùng dàn đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Peter Hồng qua số 0408 066 966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2/256 Chapel Road, Bankstown, New South Wales 2200. Chúng ta rất ngạc được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự nước Úc của Vietnam TV. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi cũng rất hân hạnh một lần nữa được làm việc với kỹ thuật gia Phu Huy Nguyễn. Kính chào anh Huy. Dạ, chào Kim Hoàng và chào tất cả quý vị khán giả của Vietnam TV. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, chúng ta đang ở vào thời điểm những ngày cuối cùng khi mà ngân sách đầu tiên của chính phủ Albanese sẽ được công bố vào ngày thứ ba tuần tới, 25 tây tháng 10. Trước khi ngân sách công bố thì Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers đã đi nhiều bước để chuẩn bị công luận khi ông liên tiếp cho rằng nền kinh tế của nước Úc hiện nay mặc dù nhìn thì thấy có vẻ rất là khỏe mạnh nhưng mà so với những cái nền kinh tế khác trên toàn thế giới, đặc biệt là sự suy thoái kinh tế tại Vương quốc Anh khi mà tỷ lệ lạm phát vượt mức 10%, trong khi sự suy thoái kinh tế tại Hoa Kỳ thì cũng đang đến rất gần. Vì những yếu tố đó mà Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho rằng trong ngân sách lần này, chính phủ lao động cần phải có những cái biện pháp thắt chặt hơn nữa về vấn đề chi thu. Ngoại trừ những cái vấn đề về an sinh xã hội thì không thể cắt giảm, những cái lĩnh vực khác có thể sẽ bị cắt giảm khá nhiều. Tuy nhiên, một cái yếu tố rất là bất ngờ đã xảy ra, đó là đợt mưa lũ tại tiểu bang Victoria. Mặc dù lần này thì New South Wales, Tasmania, kể cả Queensland cũng bị ảnh hưởng, nhưng không nặng nề bằng Victoria. Và đó là cái yếu tố mà chính phủ không hề tính đến. Tuy nhiên, đợt mưa lũ lần này thì nó cũng sẽ làm cho đời sống càng thêm đắt đỏ hơn và kinh tế của nước Úc thì càng khó khăn hơn, thưa anh. Vâng, rất là khó khăn phải không Kim Hoàng? Thì chỉ có vài ngày nữa thôi là cái ngân sách đầu tiên của tân tổng trưởng ngân khố Jim Chalmers, một ngân sách phải nói là rất khó khăn với một cái tình huống mà ở bên Anh, kinh tế bên Anh đang bị đe dọa về sự lạm phát, ngân sách bị thuế, giảm thuế cũng đã bị bãi bỏ, thì có điểm, có lẽ điểm đó là giúp cho chính phủ Úc. Thưa quý vị, thì ngân sách của toàn thế giới, của tất cả các nước đang phát triển trong khối OECD toàn thế giới đang bị rất là lung lay. Chúng ta nói là lung lay là tại vì tiền không có đủ trang trải những cái chi phí. Đó là mình nói một cách rất là dân gian để cho quý vị thính giả hiểu rõ là không đủ tiền chi phí và những cái nhu cầu mà xài để cho vừa vấn đề an sinh xã hội và cho tất cả các loại an sinh xã hội mà toàn cầu đang bị ở trong khải, thì nước Úc chúng ta nội mà một khoản thôi là NDIS trên 80 tỷ và gần đây nhất là vấn đề Medicare cũng không có đủ nữa. Thưa quý vị, đây là những cái bài toán rất khó khăn mà tổng trưởng ngân khố Jim Chalmers đang phải đối đầu với một cái ngân sách rất là khó, và cộng thêm như Kim Hoàng vừa đề cập là cái nạn lũ lụt ở tại Victoria là chính và nhiều tiểu bang khác, cộng thêm một cái gánh nặng về giá cả sinh hoạt của người dân, và nó làm cho cái ngân sách đã yếu kém rồi mà phải nâng đỡ những cái tiền tài trợ vào trong những cái khoản mà cứu lụt nữa. Thì mỗi lần Kim Hoàng thấy là từ New South Wales cho đến những cái tiểu bang để cháy rừng hay là lũ lụt thì cái ngân sách mà của tiểu bang và liên bang để hỗ trợ thì không ít, phải không Kim Hoàng? Vâng. Yeah. Với Victoria lần này thì chính phủ Daniel Andrews cũng không ngần ngại tung ra rất là nhiều những cái khoản hỗ trợ được cho là hào phóng. Một lý do dễ hiểu là bởi vì Victoria sẽ có bầu cử trong vòng vài tuần lễ nữa thôi, có nghĩa là diễn ra vào tháng 11. Và đây được cho là cơ hội tốt để chính phủ Daniel Andrews chứng minh với cử tri tại Victoria là lao động vẫn rất quan tâm đến cử tri.
Trong khi ở cấp liên bang thì Bộ trưởng Ngân khố cũng như là Thủ tướng Albanese cũng loan báo trong ngân sách lần này vấn đề cứu trợ cho nạn nhân lũ lụt vẫn là một trong những ưu tiên. Tuy nhiên đó không phải là cấu trúc của một cái ngân sách bởi vì đó chỉ là những cái đợt chi tiêu một lần mà thôi. Chúng ta đang nói về vấn đề cấu trúc như Huy vừa mới nói, NDIS, đóng bảo hiểm khuyết tật là một cái vấn đề cấu trúc. Và nó cứ tiếp tục từ năm này qua năm khác, thập niên này qua thập niên khác mà cái chi phí thì nó sẽ gia tăng chứ không thể nào giảm hà. Chính phủ có thể cắt giảm nhưng không thể cắt giảm trong lĩnh vực này là bởi vì nhân số bệnh nhân cần được chăm sóc tại Úc ngày càng gia tăng, cũng như là Medicare, cũng như là hệ thống bệnh viện, đó là những cái chi phí mà không thể nào cắt giảm, cộng thêm nỗi bất an về quốc phòng cho nên chi phí quốc phòng cũng sẽ tăng chứ không sẽ giảm. Lướt qua những cái yếu tố chính mà chúng ta thấy là chính phủ là không thể nào đụng tới. Như vậy thì tiền lại lấy từ đâu, cắt giảm từ đâu trong khi thuế thì không gia tăng. Thuế thì không gia tăng mà đang bị áp lực là có chấp nhận cái lời hứa mà giảm thuế đợt 3 hay không. Thưa quý vị, với một cái tình huống khó khăn như vậy thì một cái sự rất là khôn khéo là Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers mới khước từ không trả lời và nghĩ rằng là hiện bây giờ là chúng tôi đang ở tài khoá 22-23 thì không có lý do gì mà phải công bố sớm là có nên cắt hay không, tại vì cái đợt 3 nó sẽ áp dụng vào tháng 1, tháng 7 năm 2024, cho nên là vẫn còn thời gian. Thì ông chơi cái kế hoãn binh, thì cái đó là cái điều rất hay, là tại vì rõ ràng là trong thâm tâm của tất cả đại đa số dân chúng cũng thiên về lần này đó, thiên về là không nên cắt giảm, là tại vì cắt giảm lần này thì cái bài toán rất là đơn giản, tiền đâu mà có thể chi phí hết cho những cái chi phí nó gọi là tối cần thiết. Mà ngay cả cái vấn đề job seeker đi, người ta cho rằng là với cái vật giá leo thang như vậy rất là nhiều người không có đủ ăn một 45 ngày 3 bữa. Đồng một ngày nó không là gì hết. Hiện nay là tổ chức xã hội ACOS đã kêu gọi tăng lên đến 70 đô la, có nghĩa là không phải là tăng vài đồng đó anh, mà tăng gần 40%. Cái đó là cái điều mà họ không thể làm được. Cho nên đứng giữa ngã ba đường, một mặt là không thể bãi bỏ những cái vấn đề giảm thuế được, mà một mặt cũng không thể nào mà cắt giảm chi phí được, mà chắc chắn tăng thuế thì là không. Thì ở một cái tình huống như vậy thì thật sự là khó khăn, và cái gánh nặng của trên vai của người tổng trưởng ngân khố lần này hay là tổng trưởng kinh tế của toàn cầu đó thì cũng là rất nguy hiểm. Ở Hoa Kỳ thì Kim Hoàng thấy là lạm phát nó coi như là kinh tế mà chúng ta nói chữ sụp thì nó hơi quá. Nhưng mà tuy nhiên, nó đang trong cái nguy cơ rất cao là sẽ bị suy sụp. Lạm phát quá nhiều và người dân, người nghèo đang bị ảnh hưởng một cách rất là lớn, và homeless hay rồi. Úc thì đang có nhiều vấn đề đang bị tấn công, mà lại cộng thêm cái vài tuần này chúng ta có cái nạn lũ lụt ở tại Victoria. Đó là những cái bối cảnh quốc nội và quốc tế nó không mấy sáng sủa, và chính vì vậy mà Bộ trưởng Jim Chalmers đã viện dẫn tất cả những cái lý do đó để cho cư dân Úc Châu và cử tri Úc Châu không bị thất vọng. Nếu ông có một cái sự cải thiện hoặc cải tổ nào đó trong kế hoạch ngân sách mà ông sẽ công bố vào thứ ba tuần tới. Tại Úc Châu thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ lạm phát hiện nay cũng là ở mức rất cao. Trong quý 2 vừa qua, có nghĩa là trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6, lạm phát đã được công bố là ở mức là 6.1%. Tuy nhiên các chuyên gia hiện nay trong cái bối cảnh lũ lụt tại Victoria dự phóng là lạm phát trong quý 3 có thể sẽ ở mức là 8% chứ không phải 7.7% như tuyên bố của hoặc là như dự phóng của Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers trước đây. Và một điều mà người ta cho là khá nghịch lý khi mà lạm phát tại nước Úc vẫn chưa có một cái dấu hiệu gì có thể cho thấy là giảm hạ, thì cái ngân hàng Thử Kim lại đưa ra một cái quyết định gia tăng lãi suất ở mức thấp hơn. Và tuần vừa qua thì cái biên bản của cuộc họp hội đồng quản trị của ngân hàng Thử Kim vào ngày 3 tháng 10 cũng đã được công bố. Qua đó thì RBA cũng đã giải thích lý do vì sao không gia tăng ở mức 0.5% như dự phóng của các chuyên gia, và kể cả đó là dự phóng của anh Paul Huy trong một cái chương trình nào đó của Vietfay. Nhưng mà cuối cùng thì quyết định của RBA là gia tăng ở mức 0.25%. Thật ra trong cái biên bản này, thưa anh Huy, chúng ta thấy rõ cái tỷ lệ biểu quyết của những người trong hội đồng quản trị là nó 19-10, có nghĩa là gần phân nửa ủng hộ mức gia tăng 0.5% và nhích hơn chút xíu thì ủng hộ mức gia tăng là 0.25%. Anh Huy nghĩ như thế nào? Có lẽ là vì cái áp lực lớn của công luận, dân chúng đang than vãn là có một cái lập luận đó mà chúng tôi cho rằng Reserve Bank đang nghiên cứu kỹ là
nếu các anh tăng lãi suất chưa chắc là giảm được lạm phát, thì có lẽ là về cái mức độ kinh tế thì nó không được hợp lý cho lắm. Nhưng cái đó cũng là một cái điểm mà đáng chú ý, cũng gây ra cái sự phân vân giữa trong cái hội đồng quản trị là có nên tăng cường độ hay không. Lại một lần nữa, Reserve Bank đã đi ngược cùng với thế giới, trong khi là cái cuộc chiến chống lạm phát ở nước Anh và Hoa Kỳ, đi chúng ta nói hai nước đi, chứ chúng tôi chưa kể nói những nước khác ở châu Âu, là họ vẫn đang tiếp tục duy trì cái lãi suất rất mạnh mà nhanh để mà chống lại lạm phát. Cho nên nếu mà chúng ta nói rằng Úc là cái lạm phát nó đã đến đỉnh điểm rồi thì chưa chắc là đúng, là tại vì thế giới đang bị vô trong cái vấn nạn lạm phát và vẫn còn tiếp tục leo thang. Và cũng là vì lý do đó, chính phủ Biden đang bị mất điểm rất nhiều, và chính ông ta cũng đã bị mất điểm về những cái thăm dò, là cái tỷ lệ mà ủng hộ cho tổng thống đó đã bị xuống dốc rất là thấp trong mấy thập niên qua. Thì đây là lần đầu tiên mà chính phủ Biden bị một cái tỷ lệ rất là thấp, vì là vấn đề lạm phát, và vì cũng người ta cho rằng là với cái mức xài tiền 3.000 tỷ của chính phủ Mỹ đã làm cho cái sự mà lạm phát nó bùng phát lên như vậy. Và thế giới chúng ta cũng không có bị ấy đâu. Trở lại Reserve Bank đó Kim Hoàng, rõ ràng là Reserve Bank hơi không có đứng vững cái lập trường của mình. Họ đã làm những cái điều rất là sai trước đó, trong quá khứ nửa năm trước, mà bây giờ họ lại giảm cái lãi suất như vậy đó, thì họ lại đưa cái thông điệp là ồ, như vậy thì là cái chu kỳ nó hết rồi, là bắt đầu lại ổn định. Mà quý vị cũng biết là Úc rất là lạ, là sau khi những cái thời kỳ mà ổn định mà về lãi suất đó thì giá nhà lại tiếp tục tăng. Cái đó chúng ta đã thấy rất là nhiều lần xảy ra trong nhiều cái chu kỳ khác nhau. Và đó là những cái dư luận truyền thông đã diễn ra sau khi cái biên bản của cuộc họp đã được phó thống đốc của ngân hàng trực kim là tiến sĩ Michel Pudot loan báo vào tuần trước. Và chúng ta thấy rõ ràng như Huy vừa mới nói, người dân Úc đang có một cái sự ngộ nhận là kinh tế của nước Úc đã dần ổn định với cái sự gia tăng lãi suất thấp hơn dự phóng. Bởi vì ai cũng hiểu nếu kinh tế của Úc vẫn còn chênh vênh lạm phát cao thì lãi suất phải tăng ở mức 0.5% hoặc 0.75%, không thể nào gia tăng ở mức 0.25% như quyết định của tháng vừa qua và có thể cũng là những tháng sắp tới. Và vì vậy mà cái niềm tin của người tiêu dùng ở đây họ cũng đang bị lung lay thưa anh. Có lẽ là Reserve Bank có một cái câu nói mà trong trong ban quản trị của Reserve Bank đó, họ có leak ra một cái đó Kim Hoàng, là họ vẫn tiếp tục tăng nhưng mà giảm cái cường độ. Có nghĩa là họ thay đổi chính sách, là thay vì tăng 0.5 đó thì họ sẽ tăng 0.25, tiếp tục theo cái chu kỳ tăng nhưng mà giảm cái đó lại để cho nó không có một cái sự, không có một cái sự đả kích mạnh ở trong một thời gian ngắn. Thì là họ đã thấy được là chúng ta đã tăng một lúc quá nhanh trong cái thời gian ngắn, thì đây là cái thời điểm mà chúng ta nên giảm cái độ tăng lại và tăng dài hơn. Đó là cái ý định mà họ đang muốn nói, là tôi sẽ thay đổi cái chiến lược. Vâng, kính thưa quý vị, mặc dù cái sự gia tăng 0.25% là một cái thông tin tích cực cho những ai đang có nợ thế chấp, nhưng mà với các chuyên gia thì họ cho rằng cái bước đi của RBA lần này lại một lần nữa dẫn đến cái việc là giá cả của nhà cửa lại không thể nào bình ổn được, trong khi mà chúng ta đang cố gắng tối đa để mà đưa giá nhà trở lại cái mức bình thường, mức quân bình, không gia tăng quá nhanh. Nhưng là đó là những cái quyết định được cho là khá mâu thuẫn của thống đốc ngân hàng trữ kim Philip Flow hoặc là của hội đồng quản trị của RPA. Làm như vậy cái tình hình nhà cửa nó sẽ không ổn định, và cộng thêm với lại những cái chương trình mới của tiểu bang New South Wales là giảm cái coi như là bãi bỏ cái thuế con niêm cho một số những người mua nhà đầu tiên, thì mỗi một lần chính phủ đưa ra những cái chương trình hỗ trợ hay là chương trình thay đổi mà có lợi thế về giúp cho những người mua căn nhà đầu tiên mua dễ dàng hơn, thì nó lại sẽ bùng phát lên một cái thị trường mà cái giới hạn đó là 1,5 triệu đó, nó sẽ thu hút rất là nhiều người căn nhà đầu tiên. Cho nên có thể là một cái viễn ảnh của chúng tôi có thể mường tượng được đó, là vào tháng 2, tháng 3 sang năm khi cái chương trình này áp dụng đó Kim Hoàng, thì tự nhiên giá nhà sẽ tăng 4%. Có nghĩa là lại vì người ta không phải đóng 4% cái stamp duty đầu tiên. Cho nên lần trước cũng vậy, khi mà chính phủ cho 7.000 hay 14.000 10 năm về trước đó, thì rõ ràng là giá nhà tự một cái apartment tự nhiên lên 14.000
Cái đó là cái hậu quả của những cái sự hỗ trợ của chính phủ mà để ưu đãi một số coi như là một số thành phần ở trong cái thị trường nhà cửa. Và một cái thông tin cũng rất là được chú ý trong cái tuần này, đó là sự trở lại của sòng bài Star City. Bởi vì trước đây thì chúng ta cũng đã biết là Star City chỉ có 4 tuần lễ để mà hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng cách là phải nộp tất cả những cái giấy tờ cần thiết cho cái cơ quan điều tra. Và tuần vừa qua thì cũng đã có quyết định là sòng bài này vẫn sẽ tiếp tục hoạt động, nhưng sẽ hoạt động với một cái điều kiện mới, đó là under supervisor của một người mới, kèm thêm một cái khoản tiền phạt lên đến là 100 triệu đô la bởi vì những cái vi phạm trong cái vấn đề rửa tiền của Star Casino. Một tin tích cực đó là khi mà Star vẫn tiếp tục hoạt động thì 10.000 nhân viên vẫn duy trì được công việc làm. Đây có lẽ là đây là một cái, nó gọi là một cái vụ kiện đi, dơ cao đánh khẽ. Thưa Kim Hoàng thấy đó là cái ngành kỹ nghệ casino nó mang lại biết bao nhiêu tiền lợi thuế, lợi nhuận cho chính phủ tiểu bang, liên bang và bao nhiêu công ăn việc làm. Cho nên ý chúng tôi muốn nói dơ cao đến khẽ là nếu mà trên nguyên tắc là phải mất bằng, phải mất cái license của casino. Mà nếu mà mất cái license của casino như vậy đó thì quý vị nghĩ là 10.000 nhân viên sẽ đi đâu? Và bị mất việc thì cái hệ lụy nó còn rất là nhiều. Và đồng thời những cái hạ tầng cơ sở mới được cấu trúc như vậy mà nó làm cho cái nền kinh tế về tiêu thụ cũng như là giải trí, đây là một cái kệ rất là lớn. Cho nên 100 triệu chúng tôi nghĩ là thì đối với 100 triệu thì con số quá lớn đối với một người bình thường, nhưng mà đối với đại công ty Star City thì tôi nghĩ là đây là một cái đánh khẽ tay để mà răn đe. Và đương nhiên cái điều kiện mà Kim Hoàng nói là under supervision đó là chuyện bình thường. Một bác sĩ khi mà vi phạm lỗi bị hội y tế đoàn trừng phạt thì lúc nào cũng phải có những điều kiện là anh làm việc anh phải có dưới sự điều hành bảo hộ của một cái người đứng ra trông nom cho đến khi nào hạnh kiểm của anh tốt hơn thì anh trở lại. Thì thưa quý vị, đây cũng là một cái cách mà cho làm lại một cách cái là thật ra thì trong trong cái bài báo này nó nói đó là cái license, giấy phép hành nghề của Star Casino nó đã không còn giá trị nữa. Hiện nay họ hoạt động họ phải thuê mướn một người khác đang có một cái giấy phép này, thưa anh. Và cái giấy phép này có được là người chủ nhân là ông Nick Quick, nhưng mà nó chỉ có giá trị trong vòng 90 ngày mà thôi. Thì cũng không ai biết là sau 90 ngày Star Casino có sử dụng được cái giấy phép của mình hay không, hay lại tiếp tục thuê mướn cái giấy phép khác để họ hoạt động. Thì chắc chắn là tôi nghĩ là nó sẽ có một cái sự sắp xếp khác, nhưng mà đương nhiên đối với công luận đây là một cái tin tức cho thấy là chính phủ đang làm việc và chính phủ sẵn sàng thanh trừng những ai mà có những cái sự vi phạm về rửa tiền. Và đây là một cái chuyện mà gây lại niềm tin cho dân chúng và công luận. Có nghĩa là quyết định này nói nôm na đó là win-win situation. Win có nghĩa chiến thắng cả cho sòng bài Star Casino, chiến thắng cả cho chính phủ và cũng chiến thắng cho 10.000 nhân viên không bị mất việc làm, không ai bị thiệt hại gì. Rất khéo léo, rất khéo léo. Vâng, và cũng làm nhiều người rất là ngạc nhiên là bởi vì 4 tuần lễ trước đây không ai nghĩ rằng Star Casino có thể tiếp tục duy trì. Nhưng mà cho đến thời điểm này thì nhân viên ở Star Casino có thể yên tâm, không có gì thay đổi, công việc của quý vị thì quý vị vẫn tiếp tục làm. Và chúng ta thấy tất cả những cái vấn đề này nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều, là bởi vì sau những cái vấn đề về rửa tiền ở những sòng bài thì không những là sòng bài Star Casino ở Sydney, kể cả Brown Casino ở Melbourne hoặc là Brown Casino ở Tây Úc ở Queensland đều đang trong vòng điều tra của các cơ quan chức năng về vấn đề rửa tiền. Kim Hoàng thấy là nếu mà chúng ta nói về cái ngành casino hay là nói về những ngành poker machine đi, một cái pub rất là nhỏ ở tại khu ngoại ô mà một ngày bình thường, không phải là ngày weekend nha, mà cái doanh thu của họ trong những cái máy móc với lại tiền uống bia 300-400 ngàn một ngày. Thì chúng ta cứ mường tượng là những cái sòng bài lớn hay là những cái nơi mà có nhiều poker machine đó, vài triệu, 10 triệu, 20 triệu là chuyện bình thường phải không thưa? Và nó cũng đã nuôi sống rất là nhiều bao nhiêu nhân viên, bao nhiêu những gây cái sự tiêu thụ về ăn uống cũng như là về cờ bạc nó rầm rộ. Và những cái nơi mà những cái khu vực mà nó gọi là lợi tức thấp đó thì chúng ta lại càng thấy những cái doanh thu
ở những casino nó càng ngày càng lớn hơn những cái khu mà nhiều người có tiền hơn. Thật ra là hiện nay chính phủ Úc và nói chung là chính phủ tiểu bang New South Wales nói riêng đang đưa ra những cái kỹ thuật mới, gọi là những cái kỹ thuật nhận dạng một số người, bởi vì sẽ có một số người không được phép vào chơi những cái máy poker machine ở những cái club cũng như là ở những cái ở những casino. Lý do là bởi vì thứ nhất là hạnh kiểm của họ, thứ hai là vấn đề tài chính. Họ không được quyền sử dụng đồng tiền của họ để chơi đánh bài, và đó việc này đang dần dần trở thành hiện thực, mục đích là để cho những gia đình bớt khó khăn hơn, bởi vì quá nhiều người sử dụng cái tiền an sinh của gia đình vào cái máy poker machine. Để ngăn chặn bớt cái hệ lụy. Nhưng mà nói chung là những cái số tiền mà có lẽ là những cái biện pháp đó là cũng biện pháp để cho công chúng biết là chính phủ đang làm những cái, có những biện pháp là chính phủ vẫn đang quan tâm về những cái responsible gambling. Tuy nhiên, cái chính chúng tôi muốn nói đây đó là quý vị thấy là nếu mà cái số tiền mấy trăm ngàn đồng đó một ngày đó mà chuyển qua cái tiêu xài về vật dụng hay là về ăn uống thì cái nền kinh tế nó phát triển mạnh hơn. Nhưng mà nó đưa về trong một cái lĩnh vực casino thì đương nhiên nó cũng giúp cho bao nhiêu công ăn việc làm. Vẫn có những cái hospitality, những người làm quán bar thì nó vẫn có công ăn việc làm trong lĩnh vực đó thôi. Nhưng mà nó không có phát triển bằng nếu mà nó tiền nó đi qua những cái dịch vụ khác. Và đó là cái vấn nạn mọi người vẫn cho là vấn nạn lớn nhất tại xã hội Úc, là bởi vì dân số Úc Châu với hơn 25 triệu dân. Nhưng mà cái tỷ lệ người chơi đánh bài bằng những sự thông qua những cái máy poker machine lại là cao nhất trên toàn thế giới, cao hơn cả so với Hoa Kỳ. Và mọi người cũng đang tìm cách hoặc là cũng đang dòm xem chính phủ sẽ làm gì. Nhưng mà thật ra trong thực tế thì chính phủ sẽ không làm gì cả. Những cái sòng bài, những cái club, những cái poker machine vẫn sẽ tiếp tục hoạt động 24/24, bởi vì cái đó là cái khoản thu chính hiện nay. Và trước khi mà chúng ta chấm dứt chương trình, không biết là anh Huy có những gì muốn gửi đến cho cộng đồng người Việt tại Victoria hay không, là những người đang trực tiếp ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ lần này. Vâng, có lẽ là không cái thiên tai mà nó dồn dập đến nước Úc, mà chúng ta thấy là vào cái tháng 10 ở tiểu bang New South Wales chúng ta hầu như là không thấy mùa hè và mưa rất là nhiều. Victoria hết New South Wales rồi đến Victoria về cái nạn lũ lụt thì không, lúc trước thì chúng ta thấy WA, cho nên toàn nước Úc chúng ta đang bị đe dọa, một cái đe dọa không phải là về kinh tế, không phải là về y tế mà về thiên tai, mà cũng vì cái thiên tai này nó có ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống hàng ngày chúng ta. Như Kim Hoàng có đề cập là vật giá leo thang rất mạnh mẽ và hầu như các siêu thị của Victoria đang thiếu trầm trọng. Quý vị thấy là những cái vùng rất là màu mỡ mà bị chìm, cả một thành phố nhỏ chìm ở trong biển nước mà cao đến nóc nhà, thì đây là một cái điều mà chúng tôi cho rằng là nó rất là đáng tiếc và nó rất là đau thương cho những cư dân ở tại Victoria. Người Việt chúng ta cũng đang bị tấn công về lũ lụt ở tại hội đồng thành phố Maribyrnong, rất là gần với Footscray và rất là gần nhiều những khu vực mà của có thể gọi nôm là trung tâm thành phố mà vẫn bị nó thêm, vẫn là nạn nhân. Và chắc chắn là như quý vị cũng đã thấy là trong những cái chương trình điểm báo của Vietfay TV trong những ngày vừa qua, chúng tôi cũng đã đưa rất nhiều thông tin về những nạn nhân của đợt mưa lũ lần này, và đó chỉ là một trong số hàng ngàn nạn nhân người Việt đang bị ảnh hưởng mà thôi. Và vì vậy hy vọng là cộng đồng người Việt tại Victoria chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những cái thời điểm khó khăn này để chúng ta có thể vượt qua. Rất cảm ơn Huy đã cùng tham gia chương trình. Vâng, cảm ơn Kim Hoàng và chào tạm biệt quý vị khán giả của Vietfast TV. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình lần tới.